Xin mời các bác, đây đang là một đôi loa JBL 412M các bác nhé. Hàng này là hàng bãi xịn của JBL. Cam kết với các bác là hàng chính hãng, hàng của công ty JBL. Xịn 100%. Con này nếu mà các bác phát hiện hàng nhái, hàng giả, em đền các bác 100 triệu các bác nhé. Thì đôi này hiện tại ở trên trang mạng chính hãng bán khoảng 40 triệu. Đây là hàng mới, còn hàng cũ các bác chỉ trả giá là 15 triệu một cặp JBL 412M các bác nhé. Đây là hàng chính hãng xịn của JBL 412M các bác nhé. Ở các cái dòng đời cao của hàng JBL thì nhà máy nó đã đặt ở Trung Quốc nên nó sẽ là made in China. Nhưng mà cái đấy là, nhưng mà như một chiếc điện thoại iPhone nó sản xuất tại Trung Quốc thôi, nó vẫn là hàng xịn các bác nhé. Các bác lưu ý cho em, đây là hàng xịn 100%, giá là 15 triệu đồng. Các bác sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền 1/3 so với hàng mới của nó các bác nhé. Các bác đang sở hữu ngay một đôi loa JBL các bác nhé, hàng cực kỳ chất lượng cực kỳ cao các bác nhé. Hàng của nó hơi bụi bẩn một tí đấy, hơi bụi bẩn một tí, và tất nhiên là nó sẽ có bị hơi bị một chút ở lưới ở đây, nó bị đấy, thì các bác có thể là mông má lại thế nào là tùy các bác, em cứ để nguyên bản nguyên zin này, không động chạm gì đến các bác nhé. Và cam kết cho các bác zin xịn chưa thay côn. Ví dụ các bác phát hiện hàng chưa zin chưa xịn thì các bác có thể mang đến cửa hàng em đền cho các bác 100 triệu các bác nhé. Chất âm của con này không cần phải bật nhạc các bác, không cần phải nghe, xịn luôn rồi, hay luôn rồi các bác nhá. Chỉ việc về nghe và cứ mặc định là nó hay luôn rồi. Các bác mở nhạc nào nó cũng hay rồi, không phải test làm gì cả, mất thời gian các bác nhá. Siêu sóng DCB xịn, nó cam kết cho các bác rồi. Ok các bác nhá, 15 triệu đồng giá thanh ý. Ok, chào các bác.